xấu nhất thiên hạ. Ôi, nhìn kìa, là Hồ Tân công tử, đệ nhất thương gia trên kinh thành. Nếu được làm vợ anh ấy thì thật tôi chẳng còn ước gì hơn. Chà, lâu rồi không đến đây, giờ sầm uất quá. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Ồ, không sao đâu. Cái cô này cứ sợ sợ thế nhỉ? Đi thì cứ cúi gầm mặt thế, không đâm sầm vào người ta mới lạ. Ồ, là cô gái lúc nãy vừa đụng phải mình đây mà. Cô ta là một người rất tốt bụng, mỗi tội dùng mạo xấu xí. Hả? Còn phụ thêm cho người ta tiền của và đất đai? Bà điên rồi. Bà định cho người ta cười thối mặt phu ông có tiếng như tôi à? Thế cũng chưa chắc có ai thèm rước con ông đâu. Con mình nó khổ, sinh ra dung mạo đã thua thiệt người ta, lại vụng về. Không làm thế, để con nó thành bà cô ở giá suốt đời à? Thôi thôi, bà đừng nói nữa đi. Đầu tôi sắp nổ tung rồi đây. Ông... Cha mẹ không phải nói gì đâu. Con hiểu hết rồi. Con xấu xí, lại vụng về. Ba mẹ hãy để con chết đi. Con chết đi, rồi sẽ không còn là gánh nặng cho ba mẹ nữa. Con à, con đi đâu vậy? Chờ mẹ. Này, xấu thế thì ở nhà đi. Ra đường làm gì? Sao? Hay ra đây tìm chồng? Xấu như hủi mà còn mơ lấy được chồng à? Nghe nói cha cô lại hạ lễ vật thách cưới xuống, chỉ còn một con thôi à? Này, dù cha cô có bán hết cả nhà cửa, gia sản để phụ thêm thì cũng không có ma nào thèm rước cô đâu nha. Sao? Khóc à? Khóc vì xấu quá. Thế thì về hỏi cha mẹ cô, sao lại sinh ra một đứa xấu đến ma chê quỷ hờn như cô nhé. Này, mấy anh kia, kéo nhau ức hiếp một cô gái yếu đuối thế, có đáng mặt Nam Nhi không? À, thằng này ở đâu ra mà dám xen vào chuyện bọn tao? Bọn vô lại kia nói thế, có khi nào cô ta nghĩ quẩn mà tự tử không? Sao, sợ rồi hả? Sao không thử nếm ít đòn của bọn ông đây, cho biết đời chứ? Thằng hèn kia, giờ tao đang không có thời gian xử bọn mày. Này cô, quay lại, đừng có nghĩ quẩn mà làm liều. Hả? Sao cô ngốc thế? Sao lại dại dột tìm đến cái chết? Sao anh lại cứu tôi? Cứ để cho tôi chết đi có hơn không? Cô ăn nói linh tinh gì vậy? Cô đi chấp lời của mấy tên vô lại để rồi kết liễu đời mình như vậy sao? Ba mẹ tôi bất hạnh, sinh ra một đứa con xấu xí, lại vụng về như tôi. Không ai thèm lấy tôi. Giờ cha mẹ tôi phát bệnh lên vì lo lắng rồi. Cô à, đừng nghĩ thế. Mỗi con người sinh ra đều có vẻ đẹp riêng. Và dù gì đi chăng nữa, trên đời vẫn sẽ có người dành riêng cho họ. Cô cũng vậy, sẽ có một người dành riêng cho cô, yêu cô thật lòng. Giờ hãy để tôi đưa cô về, đừng suy nghĩ dại dột nữa, được không? Nào, đứng lên. Sự e lệ của cô gái và cái giây phút bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong bàn tay Hồ Tân bỗng làm trỗi dậy trong anh một tình cảm thương mến và sự rung động kỳ lạ. Để rồi mấy ngày sau, cậu muốn dâng chính con bò để hỏi cưới con gái ta? Cậu nói thật chứ? Dạ, cháu nào dám nói chơi. Bác đồng ý tác thành cho chúng cháu không ạ? Ừ, tác thành chứ. Bà nó đâu? Mau đưa con mùa ra đây. Con cảm ơn cha đã tác thành. Ngày mai con sẽ mang lễ vật tới, rồi hai nhà sẽ cùng chọn ngày rước dâu được không ạ? Mùa, nàng đồng ý làm vợ ta không? Chàng... Là chàng sao? Chàng... Sẽ không hối hận chứ? Sao ta phải hối hận? Có được nàng là may mắn của đời ta mà. Một năm sau, Mùa cùng chồng trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ. Cô đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp, giỏi giang và khéo léo. Lúc đó, phu ông đã ngỡ chàng con rể chính là một thầy pháp mà không hay biết rằng chính sự tin yêu của Hồ Tân
khiến cô trở nên tự tin, thay đổi mình để xứng đáng với vị trí vợ của một thương gia bậc nhất kinh thành. Phò Mã Cốc. Ngày xưa, ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng tuổi đã già mà vẫn không có nổi mụn con. Mình cố vậy, húp bát cháo cho đỡ mệt. Vợ chồng mình cần cù làm lụng mà vẫn nghèo, ông trời cũng chẳng cho lấy mụn con để sau này giữ bát hương chân nến. Mình ơi, tôi nghe đồn trên đỉnh ngọn núi Tiên có đạo sĩ xem bói và cho thuốc rất giỏi. Tôi biết mình không ưa bói toán, nhưng ta cứ thử, biết đâu... Thôi được rồi, thì tôi sẽ đến thử xem sao. Xin chào đạo sĩ đáng kính, tôi đến xin thầy một quẻ bói cầu tử. Mời vào. Quẻ này có con trai, nhưng nếu muốn tâm nguyện thành hiện thực, ông bà hãy bắt đủ 120 chiếc cầu. Ở chúng tôi đã ngoài 60, liệu có bắt nổi 120 cầu không? Cầu qua sông hay khe suối đều là cầu. Ông bà cứ tạo phúc rồi sẽ được quả ngọt. Nhưng hãy ghi nhớ, con ông bà dù hình hài có phần đặc biệt khác người, nhưng số mệnh của nó như phần mặt trời rực rỡ. Mình kể đi, đạo sĩ nói gì? Ta cần bắt 120 chiếc cầu. Tuổi già sức kiệt, e là chưa xong đã thành người thiên cổ rồi. Mình chớ có ngại, tôi tin là trời không phụ lòng người đâu. Mình nghỉ chút đi cho đỡ mệt. Tôi không thấy mệt chút nào hết á, mình yên tâm. Mùa này sang mùa khác, ông bà chăm chỉ bắt đủ 120 chiếc cầu. Hôm hoàn thành chiếc cầu cuối cùng, đêm ngủ bà thấy vầng hào quang trùm lên người. 2 tháng sau bà có thai. Cảm ơn ông bà, nhờ có ông bà mà chúng tôi qua sông dễ dàng thế này. Ông bà đúng là người tốt, trời sẽ phù hộ cho ông bà. Trời đau quá, đau quá, chắc tới lúc sinh rồi ông ơi, đau quá. Ông trời ơi, bà cố gắng lên nha. Cha mẹ đã cho con sự sống, con sẽ báo đáp công ơn cha mẹ. Hả? Trời ơi, đây là con của ta sao? Cha mẹ đừng vì thấy con là cấp mà phiền lòng, con sẽ ngoan và hiếu thảo với cha mẹ mà. Tiếng gì ầm ĩ vậy nhỉ? Là tiếng sư giả rao tìm người tài đánh giặc nước. Sứ giả dừng chân cho tôi hỏi tình hình quân giặc tới đâu rồi? Giặc ngoài vào xâm lược nước ta, đến đầu chúng cũng cướp phá dữ tợn, nhân dân vô cùng điêu đứng, các tướng tá ra trận đều không về. Tôi là thân cấp nhưng có chút tài mọn giúp ích được nước nhà. Sứ giả hãy về tâu vua, nếu không diệt được giặc án tôi xin chịu tội chết. Nếu đã chắc chắn như vậy, mời cốc theo ta về triều đình. Ta sai ngươi đi tìm người tài đánh giặc mà ngươi dẫn về một con cốc sao? Cút ngay cho ta! Chắc là quân giặc không nguy hiểm lắm. Tôi thấy nhà vua nói chuyện đánh giặc có ý lạnh nhạt. Tôi về, khi nào trăm phần nguy cấp thì gọi tôi. Thế giặc đã quá mạnh, dù sao cũng chưa có cách nào khả thi hơn. Thôi thì để xem con cốc này làm được trò trống gì. Cốc kia, nhà ngươi ra trận cần những binh khí gì? Tôi chỉ cần bệ hạ đúc ngay con ngựa 1 vạn cân, lấy 7.000 cân sắt, 3.000 cân gan làm cốt, 7 cân tóc đàn bà, 3 cân tóc đàn ông làm bờm, làm đuôi.
hạn này cần gì phải ngựa vạn cân, nhiều lắm cũng chỉ 6.000 cân là quá. Con ngựa này còn thiếu 4.000 cân sắt, không mang nổi tôi đâu. Hả? Thật lạ, người đâu? Mau đúc con ngựa 1.000 cân. Lạ thật, hắn là một vị tướng trời mới sai khiến được ngựa sắt. Nếu người đánh bại quân giặc, ta sẽ thưởng cho vùng đất phía bắc và một cô công chúa. Chỉ xin nhà vua trọng lời hứa. Hè, bọn chúng hết tướng tài rồi sao mà để một con cóc ra trận chứ? Chúng mày muốn sống về với vợ con thì mau rút trại đầu hàng, bằng không tất cả sẽ hóa tro bụi. Hè, quân ta là đoàn binh thiện chiến của nước lớn, không chấp con cóc, mau gọi nhà vua ra nộp đầu đi. Giặc ác đã tan hết rồi. Chúc mừng bệ hạ. Thưa bệ hạ, thần đã chiến thắng trở về, mong bệ hạ thực hiện lời hứa. Dù sao ta cũng không thể cho hắn vùng đất phía bắc và con gái ta được. Ta không quên lời hứa, nhưng ta phải hỏi ý kiến các công chúa có đồng ý không đã. Sao lại bắt con phải lấy con cóc ghẻ đó chứ? Thật là nực cười, thưa vua cha. Còn con, công chúa út của ta. Con nghĩ vua cha đứng đầu một quốc gia phải lấy chữ tín làm trọng, có thế dân mới yêu, nước mới thịnh. Nay hai chị của con đã từ chối, vậy con xin nhận bổn phận này. Đứa con ngu ngốc, ta coi như không có con nữa. Một người lúc nào cũng thơm tho lại đồng ý làm vợ con cóc hả? Ta phải nghĩ cách trừ khử con cóc này đi. Dù sao thì công chúa ba đã bằng lòng, người mau về sửa soạn. Người đã cho thuốc cực độc vào rượu như ta dặn chưa? Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Phò mã phải uống ly rượu này vừa mừng lễ cưới, vừa thể hiện tình cảm ngươi dành cho công chúa là thật. Nào, xin mời. Ta và chàng trao tay ly rượu để thể hiện tình cảm cho vua cha yên lòng. Không, đứa con gái ngu ngốc của ta. Trời ơi, công chúa làm sao thế này? Chàng cóc đã đến lúc thành người, chàng trút bỏ chiếc áo da cóc, rồi cúi xuống đặt lên môi công chúa một nụ hôn. Chàng là... Do kiếp trước ta phạm lỗi lầm, nên sinh ra ta bị thần tiên quả phạt, phải ở trong hình hài của cốc. Nay đã hết thời hạn, nên được trở lại thành người. Cảm ơn nàng đã luôn đối xử tốt với ta. Ôi, con gái ta đã tỉnh lại rồi. Phò mã quả là sức mạnh trời phú. Nếu ta khoác chiếc áo da cốc của nó vào, chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Đừng đụng con. Trời ơi, nhà vua có tâm địa độc ác nên đã bị biến thành cốc. Nước không thể một ngày vắng vua, nay nhà vua đã biến thành cốc. Thần xin đề nghị phò mã lên cai trị đất nước. Chẳng hay ý các vị đại thần thế nào? Mong phò mã lên cai trị đất nước, bảo vệ giang sơn. Giúp ta bảo vệ giang sơn. Thế là ông vua độc ác đã hóa thành cốc, còn đứa con kỳ lạ của ông bà lão nghèo khó trở thành vị vua cai quản đất nước phát triển, nhân dân ấm no. Công chúa thứ ba lên làm hoàng hậu, nàng phụng dưỡng cha mẹ chồng đến khi họ qua đời. Sam và tiệm giặt ủi. Mẹ ơi, con về rồi. Chào con yêu. Mẹ ơi, ngày mai có ngày hội đấu gối ở quảng trường đấy mẹ ạ.
sẽ có một cơn mưa lông vũ tuyệt đẹp như mưa tuyết ấy mẹ. Vậy sao? Mọi người sẽ dùng gối chiến đấu với nhau cho đến khi chiếc gối rách tung ra. Nỗi buồn sẽ bay theo lông gối mẹ ạ. À. Quyết liệt thế cơ à? Mẹ đi cùng con nha. Vui lắm đấy ạ. À. Được rồi, mẹ sẽ đi. Sarah! Sam, cậu đi đâu về thế? Tớ vừa ở tiệm giặt ủi về. Cho cậu này. Wow, đẹp quá. Cảm ơn cậu. À phải rồi. Mai cậu có đi ngày hội đấu gối không? Mai tớ lại có việc bận rồi. Cậu đi vui nha. Tạm biệt. Chiếc mũ đẹp đấy. Vâng ạ. Là Sam cho con đấy ạ. À. Thôi, con lên vẽ gối đây. Mẹ, nhìn kia. Tiến lên. Ôi, mẹ ơi, thích quá. Cháu có muốn cô giúp không? À, dạ, không ạ. À. Cảm ơn cô. Mẹ ơi, về thôi, con nóng quá rồi. Sarah này, tại sao hôm nay con không rủ bạn Sam đi cùng? Bạn ấy bận mẹ ạ, à. Tiệm giặt ủi nhiều việc lắm. Con có muốn mua cho Sam một cây kem để cảm ơn về chiếc mũ hôm qua không? Hay đấy mẹ ạ. À. Sam, Sam ơi. Sarah, chào cô ạ. À. Cho cậu này. Cảm ơn cậu về chiếc mũ hôm qua. Cảm ơn cậu. Ờ, cái gối này cậu lấy ở đâu ra vậy? Ờ, tớ lượm ở quảng trường lúc sáng. Thế mà hôm qua cậu bảo bận không đi được, lại nhặt đúng cái gối của tớ nữa mới hay chứ. Sarah, có thể Sam đến không phải để đấu gối như con, đúng không Sam? Nhanh lên mẹ ơi. Bà ơi, cháu tặng bà chiếc gối này. Chúc bà ngủ ngon ạ. Cảm ơn cháu. Bà cháu nói ban ngày họ rất vất vả, ban đêm họ đáng được ngủ ngon, nên cháu và ba sẽ thu lại những chiếc chăn cũ bẩn, mang về tiệm giặt, tối hôm sau trả lại cho họ. Hôm nay họ còn có thêm cả gối nữa, chắc là ngủ sẽ ngon lắm mẹ nhỉ? Đúng đấy, gối em thế này cơ mà. Năm sau tớ sẽ không chơi đấu gối nữa đâu. Bọn mình cùng đi lượm bông về nhồi gói nha. Nhất trí nha. Nhất định thế. Mẹ sẽ làm tài xế giúp hai bạn vận chuyển gói. Quyết tâm. Cơm sạch dân thầy. Đã có trò nào giải được câu đố của ta trong buổi học trước chưa? Con thưa thầy, câu đố khó quá ạ. Vậy sao? Thế còn Trần Nam, con nghĩ thế nào? Con thưa thầy, nhà vua muốn làm thịt một con vẹt mà làm được 8 mâm cỗ là điều không thể. Theo con, đối với câu đố của vua, chỉ có thể... Con nói đi, chỉ có thể thế nào? Cái gì thế nhỉ? Trần Nam định làm gì thế? Chỉ có thể, nếu nhà vua mài được chiếc kim này thành một con dao để làm thịt con vẹt, thế con nghĩ nhà vua không thể làm được sao? Thưa thầy, nếu nhà vua làm được điều đó, thì con cũng sẽ làm được 8 mâm cỗ. Lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, lớn lên sau này sẽ là một người có ích cho xã tắc, tốt lắm. Trời ơi! Người học trò ta tin tưởng nhất mà lại đi ăn vụng thầy vụng bạn như thế sao? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó, thế là tan thành mây khói. Chúng con mời thầy xơi cơm ạ. Các con cũng ngồi đi. Vâng ạ. Các con à,
Ta rất vui vì Giang Sơn xã tắc ngày hôm nay thanh bình yên ấm. Để có được điều này, không biết bao nhiêu anh hùng tướng sĩ đã không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh xương máu ngoài chiến trường. Ta muốn xới một bát cơm để cúng các tướng sĩ. Các con bảo có nên chăng? Dạ thưa thầy, nên ạ. Trần Nam, ý em thế nào? Thưa thầy, con thấy rất nên, nhưng xin thầy để mai hãy làm ạ. Tại sao phải ngày mai? Phải chăng nồi cơm này không được sạch? Dạ, thưa thầy, nồi cơm này hôm nay không còn thanh tịnh nữa ạ. Con nói xem, vì sao lại như vậy? Con là người nấu cơm kia mà. Dạ, khi cơm chín, con mở vung ra xem cơm đã chín đều chưa. Chẳng may một cơn gió ào vào, làm bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống rơi vào nồi cơm. Có chuyện đó sao? Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Lớp cơm ở trên dính đầy tro bụi và bồ hóng. Con đành xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi. Nhưng nghĩ lại, cơm thì ít, mà nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì sẽ làm phần ăn của các bạn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và các bạn ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn cơm sạch để dâng thầy và các bạn. Trần Nam thật là chu đáo. Con xin lỗi vì đã mạn phép ăn cơm trước thầy và các bạn, nên nếu để thầy và các bạn nhìn thấy cơm bẩn sẽ rất bất tiện. Do vậy giờ con chỉ ăn phần rau thôi. Cơm con đã trót ăn trước rồi thì không nên cúng nữa ạ. Con đã làm đúng. Thực ra thầy đã thấy con ăn cơm nhưng lại nghĩ khác. Thành thử thầy muốn thử đạo làm người của con. Quá ra là như vậy. Con ngoan lắm, thầy không trách con đâu. Thì ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành, mà sự việc lại không phải như vậy. Suýt chút nữa thì ta đã trở thành kẻ hồ đồ rồi. Thần tượng của con. Vi, cuối tuần sau nhóm nhạc thần tượng New Day sẽ đến nước mình biểu diễn đấy. Thế à? Nhưng tớ làm gì có tiền mua vé. Tớ sẽ xin tiền ba mẹ mua vé đi xem. Tiền cho con đóng tiền ăn trưa ở trường đây. Sáng mai nhớ nộp ngay, kẻo để lâu dễ mất nghe con. Dạ, mẹ ơi. Gì thế con? Dạ, mẹ cho con xin tiền đi xem ca nhạc nha. Không được, con không được xem mấy chương trình vớ vẩn ấy. Ở nhà lo học bài đi, năm nay cuối cấp rồi đấy. Nhưng mà một năm mới có một lần mà ba. Các anh chị ấy hát hay lắm. Hay ho cái gì chứ? Mấy bài hát nhắn nhít, ăn mặc thì không giống ai. Con đừng có đam mê mấy thứ vô bổ ấy. Ở nhà học bài đi. Ba. Mẹ thấy bà con nói đúng đấy. Mẹ cũng không ủng hộ cho con đi đâu. Một tuần sau. Alo. Xin cô giáo cứ nói ạ. Có chuyện như vậy kia à cô? Dạ, tôi sẽ hỏi lại mẹ cháu và thông báo cho nhà trường. Cảm ơn cô. Cô giáo chủ nhiệm lớp Phương vừa gọi điện, nói con chưa đóng tiền ăn trưa ở trường. Trong lớp học, thường mất tập trung hay chểnh mảng. Chắc chắn là nó có chuyện rồi. Phương à. Dạ. Con không học bài mà xem cái gì thế kia? Con định học bài đây ạ. Cô giáo con vừa gọi điện tới, nói con chưa đóng tiền ăn trưa, học hành sa sút, có đúng thế không? Con. Phương, hóa ra con lấy tiền ba mẹ cho đi mua vé xem ca nhạc. Ba mẹ đi làm vất vả như thế là để kiếm tiền cho con đi học, chứ không phải đi xem mấy cái thứ vớ vẩn ấy. Ba. Thôi, không nói nhiều. Con không được phép đi xem chương trình ca nhạc đó nữa. Ba. Ba, vé ca nhạc của con. Từ giờ ở nhà, không đi đâu hết, nghe chưa? Phương à, xuống ăn cơm thôi con. Em thử Linh gọi con xem sao. Anh ơi, con bé không có ở trong phòng, có vẻ như nó đi từ sớm. Chắc chắn là nó đi xem ca nhạc rồi. Con với cái, không biết nghe lời. Thật không hiểu nổi nó nữa. Mấy cái thứ ấy có gì mà khiến nó đam mê thế? Lần này anh phải phạt nó thật nghiêm khắc. Chị Thủy, mời chị vào trong nhà chơi đã. Thôi, tôi có chút việc đi qua đây, tiện vào nói chuyện với anh chị để anh chị khỏi lo lắng. Có chuyện gì vậy ạ? Sáng nay cháu Phương có sang chơi với con bé Vi nhà tôi. Tôi thấy con bé rất buồn, còn khóc nữa. Hóa ra nó sang chơi với cái Vi. Thế mà chúng tôi tưởng nó lại trốn đi xem mấy cái anh thần tượng thần tiết gì rồi. Có phải vì thế mà con bé buồn không? Cháu còn nói với cái Vi rằng là không muốn về nhà.
Còn Phương hư quá rồi, xé của nó một cái vé ca nhạc mà nó dám nói như thế sao? Sao cơ? Anh xé vé xem nhạc của cháu Phương sao? Lúc đó tôi bực quá chị ạ. Với lại phải làm thế mới cấm được nó đến xem buổi ca nhạc đó chứ. Bé Phương thần tượng một ai đó là hết sức bình thường ở tuổi các cháu anh chị ạ. Chúng ta phải từ từ bảo ban các con thôi. Cấm đoán các cháu sẽ phản tác dụng, thậm chí còn làm các cháu bị tổn thương tâm lý nữa. Chị Thủy, vậy con bé nhà chị có như vậy không? Có chứ ạ. Hôm trước bé Vi về cũng năn nỉ xin tiền mua vé xem ca nhạc. Nhà tôi đồng ý với điều kiện là con bé phải làm hết bài tập về nhà và có kết quả học tập tốt. Con bé đã rất vui vẻ đồng ý. Sau đó con bé đã tự động hủy xem ca nhạc vì còn bận làm bài tập nhóm đấy chị ạ. Xem ra chúng tôi phải học tập nhà anh chị rồi. Chúng tôi đúng là giận quá, không suy xét kỹ càng. Có lẽ con bé Phương buồn lắm. Chỉ cần anh chị nhẹ nhàng giải thích, khuyên bảo là con bé sẽ hiểu ra thôi. Đứa trẻ nào cũng xem ba mẹ mình là nhất mà. Hy vọng là vậy. Lát nữa chúng ta cùng sang đón con về anh ạ. Ừ, phải rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.